Khoảng thời gian vừa qua làm đoạn đường đời anh đi như bóng thêm xa, là khi biết những ấm áp bên đời vụt tầm tay với. Làm sao để nỗi buồn du sương đừng dần trên đường về muôn phương, để anh thôi gọi tên của em và kỷ niệm rơi trên những con đường. Và khoảng thời gian ngày sau sẽ là những ngày trong lòng anh như thêm vụn vỡ khi nỗi nhớ chẳng còn người giữ. Có khi nào ta lần này cách xa là lần cuối mình nhìn thấy nhau, và là lần cuối mình yêu một ai bất chấp, là ngày mà anh đã biết những ấm áp nơi tim này chỉ có thể cho riêng một người. Và anh không thể đến bên một ai khác, dù anh đã cố như ta chưa từng cách xa, như anh vẫn chưa gục ngã mà mọi thứ vẫn nhạt nhòa. Mỗi một khi anh mơ thấy em chẳng